Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, có rất nhiều quý vị đã đặt ra câu hỏi rằng là vậy Mark Home có xây dựng những ngôi nhà lô phố hay không? Thì chúng tôi có xây dựng nha quý vị. Tất cả những công trình dân dụng thì chúng tôi sẽ đều phục vụ quý vị. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu luôn cho quý vị một công trình nhà lô phố. Công trình này của chúng ta thì đang được thiết kế cho gia đình anh Phạm Văn Trinh có địa chỉ tại Minh Quang, Kiến Sương, Thái Bình. Và đối với công trình này của chúng ta thì đang được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại kết hợp với hệ máy bằng, là một cái loại hình rất là quen thuộc đối với tất cả những ngôi nhà lô phố rồi. Và để lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích về những cái yếu tố cấu thành nên những cái phần ngoại thất hay là những cái chi tiết, những cái kết cấu của phần nội thất để xem là công trình này có những cái đặc điểm gì nổi bật. Còn đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi, quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến của chúng tôi. Và để nói về Mark Home thì chúng tôi có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói .com cũng như là markhomegroup.vn. Khi mà quý vị truy cập vào hai trang web này sẽ có thể nhận được toàn bộ những thông tin về chương trình ưu đãi, khuyến mãi giảm giá để tri ân tới khách hàng mà Mark Home sẽ thường xuyên cập nhật phía bên trên trang web. Và đối với phía thanh công cụ này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin cơ bản từ những cái văn hóa tuyển dụng của Mark Home cũng như là về những mẫu nhà đẹp, những cái dịch vụ thiết kế nhà đẹp, thiết kế nhà vườn, nhà cấp 4, nhà ống đẹp, thiết kế nhà hiện đại và thiết kế biệt thự. Ngoài ra, những dự án hoàn thiện và những dự án đang thi công chúng tôi sẽ cập nhật phía bên trên trang web này để quý vị có thể nhìn nhận một cách trực quan và sinh động hơn, xem rằng là cái công trình mà chúng ta hoàn thiện thực tế nó sẽ đẹp như thế nào so với bản vẽ thiết kế. Và có một điều đặc biệt, đó chính là cái phần kinh nghiệm. Ở đây chúng tôi sẽ cập nhật về những cái cẩm nang xây nhà cũng như là những cái kinh nghiệm phong thủy. Đây chắc chắn là một cái nguồn kiến thức rất là bổ ích nếu như quý vị muốn tìm hiểu để tự xây dựng cho mình một ngôi nhà, một công trình thật là đẹp. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ có một kênh YouTube, đó chính là kênh Mark Home, có số lượng người đăng ký lên tới 137.000 người đăng ký rồi. Và không chỉ là có kênh YouTube Mark Home này, chúng tôi còn có cả một hệ sinh thái Mark Home như vậy. Với kênh nhà đẹp Mark Home có số lượng người đăng ký là 1,57 triệu người đăng ký, kênh lô đài Việt là 426 người đăng ký, kênh Mini Home nhà giá rẻ có số lượng là 1,97.000 người đăng ký và kênh kỹ sư Chí Thanh là 270 người đăng ký. Đối với ba kênh YouTube này chính là ba kênh YouTube mới ra mắt của Mark Home. Tất cả những kênh YouTube này chúng tôi sẽ cập nhật những cái công trình chuyên sâu hơn, cụ thể hơn. Ví dụ như kênh lô đài Việt, chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu công trình cực kỳ là hoành tráng đồ sộ trên đất nước Việt Nam. Còn đối với kênh Min Home nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ lại cập nhật về những công trình nào có mức đầu tư vừa phải và hợp lý. Và đối với kênh kỹ sư Chí Thanh thì chúng tôi sẽ lại đăng tải cái quá trình mà chúng tôi đi thanh tra giám sát xem rằng là cái công trình mà chúng ta đang thực hiện nó có sai sót ở đâu hay là nó đã đảm bảo theo đúng cái bản vẽ thiết kế hay chưa. Và đối với tất cả những kênh YouTube này, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tới khách hàng khoảng tầm là từ 2 đến 3 video một ngày để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị khán giả. Và ngoài ra chúng tôi sẽ có một fanpage Facebook với tên đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì cũng đã có số lượng lên tới 65.000 người theo dõi rồi. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình đẹp hay là những cái thiết kế đẹp dành cho quý vị. Và quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi sẽ cập nhật trên đầu các trang web. Đó chính là 096 445 8888, 0828 133 333 hoặc là 0924 099 999. Và ngoài ra quý vị cũng có thể đến tham quan tại các trụ sở của Mark Home. Hiện tại thì quy mô của Mark Home đã trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Ví dụ như tại miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam chúng tôi có địa chỉ tại số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại các tỉnh miền Trung chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Và tại Bình Dương chúng tôi có địa chỉ tại 578 H8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Khi mà quý vị đến tại các trụ sở này, quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp mà quý vị còn được tham quan showroom của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Đây cũng chính là một cái thế mạnh và là niềm tự hào của Mark Home khi mà chúng tôi có thể đưa những cái sản phẩm này từ nhà máy sản xuất đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Ngoài ra, nếu như quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp được những vật liệu từ trực tiếp nhà máy đến tay của người tiêu dùng thì sẽ có thể hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giao thương buôn bán. Ví dụ như là một thùng sơn này, quý vị ra ngoài cửa hàng quý vị mua thì sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15% chi phí cho mỗi cấp như là tổng vùng, tổng kho, bến bãi rồi là cửa hàng, bởi vì là chúng ta sẽ phải có cái chi phí giao thương buôn bán cho các cấp đó rồi mà. Còn nếu như chúng ta nhận được những cái sản phẩm từ trực tiếp nhà máy sản xuất ý, thì nó sẽ hạn chế được toàn bộ những cái giá cả giao thương buôn bán đó. Và ngoài ra chúng ta còn có thể chắc chắn một điều rằng là tất cả những cái nguồn trang thiết bị vật liệu này đều là nguồn chính hãng, không lo về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Và đó là về một vài những thông tin của Mac Home. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì như đã giới thiệu với quý vị rằng công trình này được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái bằng 2 tầng. Thì nó đã đem lại rất là tốt những cái đặc trưng của một công trình nhà lô phố rồi. Bởi vì là chúng ta sẽ có thể tận dụng được tối đa cái khoảng không gian diện tích lô đất xung quanh, không cần phải chừa ra một cái phần mái đua ra như là những cái mái Nhật, mái Thái hay là mái mặt sát nữa. Mà ở đây chúng ta với cái mái bằng thôi, nhưng mà chúng ta đã có thể tận dụng thêm cái phần mái phía bên trên nhé. Đó, chúng ta có thể làm những cái hệ thống trang thiết bị điện nước này, tách nước rồi là thái dương năng chúng ta đẩy lên phía bên trên. Thì ở phía bên dưới chúng ta sẽ có thể tận dụng được tối đa khoảng không gian hơn. Hay thậm chí là phía bên trên này chúng ta vẫn có thể làm thêm một cái thang lên để trở thành một cái sân chơi hay là sân phơi vẫn rất là thoải mái. Và phía dưới này với một cái phong cách hiện đại thì chúng ta sẽ giúp cho cái việc thi công cũng như là việc đầu tư cho công trình nó sẽ giảm thiểu được những cái chi phí giá thành đầu tư, thay vì cái việc chúng ta làm quá là nhiều những cái phù điêu trang trí hay là những cái chi tiết phào chỉ giống như là những công trình tân cổ hay là cổ điển classic. Đó thì đã giảm thiểu được rất nhiều những cái giá thành nhân công xây dựng rồi, không cần phải đội ngũ tay nghề thợ thi công quá là cao như là những cái công trình phong cách cổ điển. Tuy nhiên thì cũng có một vài cái lưu ý quý vị cần phải nhận biết được trong cái quá trình chúng ta thi công công trình hệ mái bằng quý vị nhé. Đầu tiên là về cái yếu tố là thoát nước làm sao cho nó hiệu quả, tránh cái tình trạng là nước nó sẽ bị ứa đọng phía bên trên phần mái nhà, nó sẽ khiến cái mái nó bị thấm, bị rột, thậm chí là bị nứt vỡ sau một khoảng thời gian chúng ta sử dụng nữa. Đó, thế là cái việc chúng ta quan tâm đến vấn đề cái phương pháp chống thấm này, hay là làm những cái đường ống thoát nước làm sao cho nó nhanh chóng để tránh tình trạng nước nó đọng ở phía bên trên này. Và thứ hai đó chính là về cái yếu tố cách nhiệt, làm sao cho cái không gian phía bên dưới chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái ánh nắng mặt trời, những cái hơi nóng của nhiệt năng nó hấp thụ ở mái này và nó truyền tải xuống không gian sống phía bên dưới. Thì có hai cái phương pháp để chúng ta có thể điều chỉnh. Thứ nhất là phía bên dưới này chúng ta sẽ làm thêm cái lớp trần thạch cao nhá, để nó tạo ra cái lớp không gian đệm để có thể cách nhiệt hiệu quả hơn. Hoặc là phía bên trên này chúng ta làm thêm một cái lớp mái tôn cách nhiệt chống nóng phía bên trên, thì nó cũng vừa có thể tránh được những cái ánh nắng gay gắt từ mặt trời chiếu thẳng vào phần sàn mái này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể làm thêm một cái độ dốc để hạn chế cái sự tù đọng của nước mưa. Và đối với cái phong cách hiện đại này của chúng ta, công trình này đang được sử dụng khá là nhiều những cái hệ lam bê tông đua ra từ cái ban công này cũng như là về cái phần trần mái nhà, đó cũng như là phía bên cạnh mái nhà. Đây chính là một cái đặc điểm nổi bật nhất mà tôi đánh giá công trình này có được. Thì nó sẽ giúp cho cái phần ngoại thất của công trình này, đặc biệt là phía mặt tiền, nó sẽ không bị trống trải, nó sẽ có nhiều những cái điểm nhấn thu hút hơn. Đối với công trình này chúng ta đang sử dụng những cái gam màu sắc trung tính quý vị nhé. Nó sẽ bao gồm là những cái màu như là màu trắng này, màu đen, màu xám. Đó thì cái việc chúng ta kết hợp với cả những cái tông màu khác nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như là tông màu trung tính thì sẽ có thể kết hợp với cả những tông màu lạnh này, hoặc là tông màu trung tính có thể kết hợp với những cái tông màu nóng. Thay vì cái việc nếu như mà chúng ta đã làm hệ tông màu lạnh rồi thì sẽ hoàn toàn không thể kết hợp với cả tông màu nóng, hai tông màu đó không thể kết hợp với nhau. Thì cái việc chúng ta xác định một cái tông màu cho công trình nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến gần như là toàn bộ cái phần ngoại thất của công trình này luôn rồi. Và với một cái tông màu cơ bản như thế này thì khoảng thời gian dài chúng ta sử dụng công trình ý, nhìn vào nó vẫn có một cái vẻ đẹp rất là thu hút, không có cảm giác là bị chán mắt hay là nó bị chói mắt. Đối với cái sảnh chính của công trình này chúng ta đang sử dụng đó chính là cái hệ cửa, đó chính là cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính cường lực quý vị nhé. Nó sẽ đồng nhất với cả phía bên trên luôn những hệ thống cửa sổ cửa đi còn lại của công trình, thì nó vừa giúp đồng nhất này, vừa giúp đón nhận được nhiều những cái nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài vào, và nó còn có thể chống chịu được những cái tác động tự nhiên môi trường rất là tốt, thay cho những cái loại cửa ví dụ như là cửa gỗ tự nhiên chẳng hạn thì lâu ngày là nó sẽ bị cong vênh hay là mối mọt. Còn nếu như mà chúng ta lựa chọn những cái vật liệu cửa nhân tạo như thế này thì sẽ hoàn toàn không phải lo về những cái vấn đề tương tự như vậy. Và đây là một vài phần ngoại thất của công trình. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bản vẽ kỹ thuật. Ở hồ sơ của chúng tôi thì sẽ đầy đủ những cái nội dung từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán của công trình. Đầu tiên là mục lục bản vẽ kiến trúc với số lượng là 35 trang vẽ và bao gồm những cái nội dung cơ bản từ danh mục bản vẽ này, mặt bằng định vị công trình, mặt bằng tổng thể, mặt bằng bố trí, mặt bằng xây dựng, mặt đứng, mặt cắt, những cái chi tiết vệ sinh, chi tiết thang, cửa đi, cửa sổ nữa. Thì tất cả những cái chi tiết như này cũng sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công sẽ dễ dàng xác định được những cái vật liệu, kích thước cũng như là về những yêu cầu kết cấu cho công trình.
Tiếp theo là về mặt bằng định vị của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ có thể xác định hướng của công trình luôn nhé, dựa vào cái hoa gió phía bên trên trang vẽ. Hoa gió này thì sao nó sẽ luôn luôn chỉ về cái hướng bắc, từ đầu chúng ta xác định được những cái hướng còn lại. Ví dụ như ngược xuống dưới chúng ta sẽ có hướng nam, sang phía bên tây phải là hướng đông và sang phía bên tây trái là hướng tây. Từ đó xác định hướng dựa vào sảnh chính này, nó đang xuôi theo cái hướng là hướng đông bắc quý vị nhé. Và tiếp theo là trang vẽ mặt bằng bố trí nội thất của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ có thể xác định được cái chiều rộng mặt tiền là 6m, chiều sâu của chúng ta là 15,6m, như vậy là đã có thể thoải mái bố trí được những cái nội thất phía bên trong công trình rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với khu vực phòng khách kết hợp với phòng bếp luôn. Phòng khách này thì chúng ta sẽ bố trí bao gồm là một cái bộ bàn ghế sofa kết hợp với cả là một cái kệ tivi đặt ngay dưới cái cầu thang để dẫn lên cái lối phía bên trên. Thì đây chính là một cái lối thiết kế rất là quen thuộc đối với những ngôi nhà lộ phố rồi. Chúng ta có thể tận dụng được cái cầu thang này trở thành một cái điểm nhấn cho khu vực phòng khách luôn. Ngoài ra còn có thể tận dụng được tối đa cái khoảng không gian trong công trình. Ở đây thì chúng ta kết hợp luôn với phòng bếp. Tuy nhiên thì cái không gian phòng bếp đã được đẩy lùi ra phía đằng sau một chút với hệ thống bàn bếp theo hình chữ Y. Bồn rửa với bếp nấu sẽ xuôi theo cùng một hướng, tránh cái việc xung khắc thủy hỏa đối đầu trong quá trình nấu nướng. Và khu vực bàn ăn của chúng ta sẽ bao gồm là một cái bàn với số lượng là 4 chỗ ngồi. Hệ thống tiểu cảnh ở đây nó sẽ được thông từ tầng 1 lên tầng 2, sẽ giúp cho không gian khu vực nhà lộ phố của chúng ta sẽ trở nên thông thoáng hơn, lưu thông không khí nó nhanh chóng và hiệu quả hơn. Dưới tầng 1 này của chúng ta sẽ bao gồm có duy nhất là một phòng ngủ. Phòng ngủ 1 này cũng sẽ đầy đủ những cái nội thất từ giường đôi này, tủ quần áo cho tới bàn làm việc trang điểm. Một cái táp đầu giường giúp cho căn phòng trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn. Ngoài ra còn có thêm một cái tivi để có thể đảm bảo cái nhu cầu giải trí riêng tư cho gia đình. Và không gian nhà vệ sinh chung chúng ta đã đẩy lùi ra phía đằng sau rồi, bao gồm là lavabo đẩy ra phía bên ngoài này, bồn cầu và nhà vệ sinh có vòi tắm sen phía bên trong, được ngăn cách bởi vách kính cường lực. Ở phía sau cùng chúng ta sẽ có một cái sân sau nhé. Không gian này chúng ta cũng có thể làm thêm thành một cái sân ướt hay là một cái hệ thống tiểu cảnh vẫn rất là đẹp. Lên tới mặt bằng bố trí nội thất của tầng 2, chúng ta sẽ bao gồm là hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ này của chúng ta cũng sẽ đầy đủ những nội thất công năng từ giường đôi, tủ quần áo cho tới kệ tivi và bàn trang điểm làm việc. Đặc biệt là phía bên này chúng ta sẽ có một phòng ngủ khá là lớn, phòng ngủ master của gia đình, có bố trí thêm những cái băng ghế ngồi để chúng ta có thể thoải mái cái nhu cầu ngồi đây thư giãn giải trí hơn. Và phía bên trên này chúng ta sẽ có thêm một cái khu đệm. Bình thường là chúng ta sẽ kết hợp khu này, nó trở thành một cái khu vực làm phòng sinh hoạt chung. Đó thì cái việc chúng ta ngồi đây cũng sẽ dễ dàng kết nối các thành viên trong gia đình. Cái hành lang này nó sẽ dẫn ra phía đằng trước này để ra cái cửa hai cánh trục xoay đi ra ban công phía đằng trước. Đằng sau này sẽ bao gồm là một cái khu vực nhà vệ sinh được thiết kế đồng trục với cả là phía bên dưới để dễ dàng đi những cái đường điện, đường nước. Đẩy ra phía sau cùng chúng ta sẽ sử dụng cái không gian này làm cái sân phơi rất là phù hợp, phía đằng sau thì nó sẽ dễ dàng thông thoáng hơn. Cái việc chúng ta phơi quần áo nó sẽ nhanh chóng hanh khô hơn. Và để xem là cái việc bố trí những cái màu sắc hay là những cái vật liệu như thế nào, sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản vẽ 3D nội thất. Thì tại đây chúng ta sẽ có thể xác định được những cái vật liệu cũng như màu sắc sử dụng cho công trình. Ví dụ như là những cái loại gạch lát sàn ở đây chúng ta đang sử dụng đồng nhất, đó chính là những cái loại gạch có màu sắc rất là sáng. Nhìn không gian của chúng ta sẽ có thêm những cái điểm nhấn dành cho những cái nội thất của công trình, như là cái loại thảm này hay là bộ bàn ghế sofa, cũng như là những cái kệ tivi. Mặt bậc cầu thang ở đây chúng ta đang sử dụng cái vật liệu làm bằng đá granite nhé. Nó sẽ có một cái màu đen, nó giúp cho không gian cầu thang trở nên sang trọng hơn, đặc biệt là với một cái cầu thang nằm ở khu vực phòng khách như thế này. Hệ thống bàn bếp của công trình thì chúng ta cũng đang được sử dụng những cái cánh cửa tủ làm bằng cánh cửa trơn, sẽ đảm bảo được cái việc lau chùi tẩy rửa, không lo những cái dầu mỡ bắn lên. Đối với những khu vực nhà vệ sinh chung của công trình này, chúng ta ốp gạch men đá lên cao kịch trần để dễ dàng lau chùi vệ sinh này, hạn chế sự ảnh hưởng tích tụ của vi khuẩn hay là nấm mốc. Mỗi nhà vệ sinh chúng ta sẽ đều có những cái ô thoáng riêng nhé, để lưu thông không khí nhanh chóng hơn, hạn chế cái mùi gây khó chịu trong quá trình chúng ta sử dụng. Tất cả cái khu vực phòng ngủ của công trình này chúng ta sẽ đều sử dụng những cái loại sàn là bằng sàn gỗ quý vị nhé, tạo ra cảm giác là ấm áp hơn vào mùa đông và sẽ mát mẻ hơn vào mùa hè. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cùng tìm hiểu về kết cấu chiều cao công trình dựa vào trang vẽ mặt đúng
trục ASB. Mặt đứng này thì chúng ta sẽ có chiều cao tổng thể là 7,6m, trong đó sẽ đầu tư dưới tầng 1 là 3,6m, tầng 2 của chúng ta sẽ có chiều cao là 3,3m. Thì với chiều cao như thế này nó đã khá là khiêm tốn rồi, sẽ giúp cho cái chiều cao công trình nó cân đối hơn với diện tích của ngôi nhà. Phía dưới này cũng sẽ có những trang vẽ về mặt cắt 11, mặt cắt 22, thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường rất là chi tiết, hiệu quả, làm cho cái quá trình chúng ta thi công, chúng ta xây dựng sẽ dễ dàng xác định được những cái độ dày, độ dài của dầm sàn tường này, hay là những cái vị trí của cửa đi, cầu thang, cửa sổ cũng sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo là về hạng mục điện nước của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ sử dụng cái danh mục bản vẽ đầy đủ nội dung từ khí hậu thiết bị điện này, mặt bằng cấp điện chiếu sáng chống gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng cấp điện điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera, những cái sơ đồ nguyên lý cấp điện, những cái chi tiết là đặt thiết bị nữa. Và đặc biệt là phía dưới này chúng ta sẽ có một cái bảng thống kê vật tư vật liệu thiết bị chính để giúp quý vị trong quá trình chúng ta mua sắm thi công cũng sẽ tránh việc phát sinh mua thừa chỗ nọ thiếu chỗ kia, khiến cho những cái giá thành đầu tư cho cái hạng mục điện nước của chúng ta bị cao lên rất là nhiều. Và tiếp theo là về hạng mục kết cấu của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ sử dụng một cái giải pháp xử lý nền và móng, đó chính là móng ép cọc bê tông cốt thép kích thước là 200x200mm. Thì móng cọc hiện tại nó có thể coi là một cái loại móng vững chắc nhất rồi, thế là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của công trình. Cái chi tiết của nó bao gồm là những cái chi tiết rất là nhỏ để có thể tạo thành một cái cọc hoàn chỉnh, khoan đâm sâu xuống cái lòng đất để có thể truyền tải trọng của công trình đến những cái lớp đất đá vật chất sâu xuống lòng đất hoặc là xung quanh công trình. Và cuối cùng là về phần dự toán, thì tại đây chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ công cụ rất là chuyên nghiệp và chính xác để có thể bóc tách những cái hạng mục từ lớn nhất cho tới nhỏ nhất, từ phần thô này, phần hoàn thiện cho tới những cái phần mái. Ở đây chúng ta sẽ có những cái đơn giá và thành tiền được liệt kê phía bên cạnh rồi, giúp quý vị có thể chủ động hơn trong quá trình theo dõi tình hình tài chính, kinh phí đầu tư cho công trình. Và chúng tôi cũng cam kết sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công trọn gói xong là toàn bộ sẽ không phát sinh, không nâng giá, không thay đổi chỉnh sửa gì cả, thế là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là về giá thành đầu tư cho công trình. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về công trình của gia đình anh Trinh có địa chỉ tại Thái Bình. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.